Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Tiền ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi nè, nhiều dáng thế ha, giá rất mềm luôn quý vị, nhanh tay chọn lại ha, để mình sơ lược mẫu đế cho quý vị xem. Nồi đế luôn, rồi chào chị. Dạ chào anh Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay em có gì lô mai phôi giảo hạt Hữu Đức muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0382819990, cũng là số Zalo của em, hình phí ship là bao ship toàn quốc. Yeah. Rồi em vô mã số 1. Rồi, số 1. Cao 28. Hoành 20. Đế đặt kẹo luôn ha, lùng lực rất đẹp nha anh chị. Nơm rất đẹp ha. Mã số 1 anh vô lưu 650. 650. Mã số 2. Cao 53. Hoành là 23. Đế rất đẹp ha. Khoan xong này sửa các bạn lại cái để nó quay không có được. Có quay được đâu chậm. Mã số 2 em vô lưu 750. Rồi 750. Rồi mã số 3. Cao 44. Hoành ở đây là 21. Nôm rất đẹp luôn ha anh chị. Mã số 3 em vô lưu 650. 650. Mã số 4. Vàng mini rất đẹp ha. Cao 13. Hoành đây là 14 anh chị. Quá đẹp luôn bộ đế không. Đế bạn là ok luôn ha. Cái này quá dễ thương luôn. Đế đặt kẹo luôn ha. Mã số 4 em giao lưu 400 ngàn. À, 400. Mã số 5. Cao 29. Hoành là 19. Đế quay rất đẹp ha. Mã số 5 em vô lưu 500 ngàn. Rồi, 500. Mã số 6. Cao 42. Hoành là 12. Nôm quái luôn ha anh chị. Quá đẹp ha. Cái này do vận chuyển nó bị sức nhánh nha anh chị. Em cũng có xử lý rồi. Mã số 6 vô lưu 250. 250. Mã số 7. Cao 28. Hoành là 20. Đây bàn đặt kẹo luôn rất đẹp ha. Mã số 7 giao lưu 550. À, 550. Mã số 8. Cao 33. Hoành là 13. Nôm quái rất đẹp nha anh chị. Mã số 8 giao lưu 250. 250. Mã số 9. Cao 49.
quà này là 16. Bàn điều bốn mặt luôn ha. Dáng nó rất đẹp nha anh chị. Mã số 9 giao lưu 200.000. 200. Mã số 10. Cao 60. Hoành là 21. Nằm rất đẹp luôn ha. Chi cành đều nha anh chị. Mã số 10 giao lưu 550. 550. Mã 11. Cao 35. Hoành là 16. Nên quái ha, rất đẹp ha. Mã 11 vô lưu 300.000. 300. Mã 12. Cao 39. Hoành là 17. Đây VIP nè. Nằm rất đẹp luôn ha. Đặt kẹo luôn anh chị. Mã 12 vô lưu 500.000. 500. Mã 13. Cao 26. Quà này là 19. Cái bàn điều bốn mặt rất đẹp luôn ha. Mã 13 giao lưu 500.000. 500. Mã 14. Cao 63. Hoành đây là 24. Nó đặt kẹo luôn anh chị. Dáng trực như cành đều luôn ha. Quá đẹp luôn. Mã 14 giao lưu 900.000. Rồi, 900. Mã 15. Cao 37. Hoành đây là 18. Ngâm rất đẹp ha anh chị. Mã 15 em vô lưu 700.000. À, 700. Mã 16. Cao 30. Hoành nó là 18. Cái bàn điều bốn mặt rất đẹp ha. Thân lắc lượng rất là đẹp luôn. Mã 16 vô lưu 300.000. 300. Mã 17. Cao 40. Hoành nó là 16. Nôm điều bốn mặt rất đẹp luôn. Mã 17 giao lưu 400.000. Rồi, 400. Mã 18. Cao 33. Hoành là 22. Cái bàn điều bốn mặt rất đẹp ha. Dáng là ok luôn, quá đẹp ha.
Mã 18 vô lô 450. Rồi, 450. Mã 19. Cao 30. Hoành lên là 17. Nhôm quái anh chị rất đẹp ha. Mã 19 giao lưu 350. Rồi, 350. Mã 20. Cao 23. Hoành là 14. Mini rất đẹp ha. Mã 20 giao lưu 150. Mã 21. Cao 36. Hoành là 18. Đế đều con mặt luôn ha anh chị. Dáng thân của nó quái ha. Quá đẹp luôn. Mã 21 vô lưu 600 ngàn. Rồi, 600. Mã 22. Cao 28. Hoành là 19. Bạn rất đẹp ha, đặt kẹo luôn ha. Mã 22 vô lưu 600 ngàn. Rồi, 600. Mã 23. Cao 25. Hoành là 20. Cái bàn rất đẹp luôn ha. Ủa nở luôn. Đặt kẹo luôn nha anh chị. Mã 23 vô lưu 550. 550. Mã 24. Cao 46. Hoành nó là 19. Nôm rất đẹp ha, cũ nở luôn. Dáng rất quái nha anh chị. Quá đẹp ha. Mã 24 vô lưu 500 ngàn. 500. Mã 25. Cao 62. Hoành là 24. Nôm cũ nở rất đẹp ha anh chị. Đế điệu bốn mặt luôn ha. Quá biết luôn. Mã 25 anh vô lưu 750. 750. Cái này đế biết nè. Mã 26. Cao 42. Hoành là 21. Cũ nở rất đẹp luôn ha. Đế điệu bốn mặt luôn. Giúp cho chị. Nó đặc tẹo luôn anh chị. Nó nở luôn. Mã 26 lâu lưu 750. Rồi, 750. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip, mong cô chú anh chị xem ủng hộ cho em, cảm ơn nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền. Xin chào và hẹn gặp lại.